Ngọc Anh, Đỗ Ngọc Anh. Yêu cầu tất cả các bạn ngồi ra trước, chúng ta ngồi cho nhau, tất cả chúng ta ngồi cho mình. Thầy biết là chúng ta thi đấu rất lâu, mong sao thì tất cả các phụ huynh anh em nào được giải thì chúng ta lên một bài để tí nữa trao huy chương. Tập tiếp theo, Nguyên Ngân.